nằm ở phía bắc của huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Với chiều dài 12 km bờ biển chạy dài, uốn lượn quanh co. Dọc bờ biển có nhiều ngọn núi nhấp nhô ra mặt nước, tạo nên những vũng vịnh nhỏ với nhiều bãi tắm riêng biệt, đẹp và thơ mộng. Với một phần đất nhô ra rất đặc biệt và kỳ lạ, ở ngay cái ránh nằm lệch hẳn một bên ra tận cùng bờ biển Đông Bắc. Người ta gọi Quỳnh Lập là nơi địa đầu giải bãi ngang ven biển Hoàng Mai và Quỳnh Lưu của xứ Nghệ. Bãi biển Quỳnh Lập với vẻ đẹp hoang sơ và tự nhiên vẫn chưa được khai thác xứng tầm với tiềm năng sẵn có. Nước ở đây xanh trong, cát vàng mịn và không chút pha. Cảnh quan nơi đây còn giữ được vẻ nguyên sơ của thiên nhiên. Phía trên bờ là những dặng phi lao xanh biếc với những ngọn núi nhô cao giữa vùng trời biển. Đứng trên đỉnh núi đá này nhìn xuống, xung quanh đều là trời biển bao la, tạo nên một không khí trong lành, lãng mạn. Bãi đá như một bức tranh sống động về quá trình kiến tạo của tự nhiên. Với nhiều bãi đá xếp tầng lớn nhỏ khác nhau, có nhiều phiến đá trải qua thời gian, nước biển đã bào mòn, tạo nên những hình thù kỳ lạ. Và thú vị nhất là nhìn sang bên trái kia, Hòn Mê, Thanh Hóa. Vẫn là nước, là sóng và chân trời của vùng Nam Thanh, Bắc Nghệ. Đây là một trong những bãi biển được đánh giá là đẹp nhất của miền Bắc, chưa được đánh thức. Nếu nơi đây được xây dựng khu du lịch sinh thái thì rất hấp dẫn. Tôi là cái người khác tỉnh, là mãi Nam Thanh Bắc Nghệ cùng ở đảo biển, nhưng mà tôi lại vào đây, gia đình tôi cứ vào đây tôi nghỉ dưỡng, bởi vì riêng như cái bãi biển này, nếu như Nam Thanh Bắc Nghệ của Bắc miền Trung, là cái bãi biển này là hình như là hoang sơ mà đẹp nhất, mà không có một cái ô nhiễm nào hết, bởi vì bãi cát ở xung quanh là cây rừng và dưới là cái bãi đá, nhưng bãi đá lớp của nó là rất tự nhiên. Tôi đi rất nhiều nơi nhưng không có cảm nhận rằng là không có cái chỗ nào mà nhìn như hoang sơ mà lại thì rất giản dị mà lại đẹp như cái chỗ mà Bắc Quỳnh Lập này và Bắc của Nghệ An này. Với cái bờ biển dài như vậy và cái tiềm năng du lịch của Quỳnh Lập thì kết hợp với cái quy hoạch biển Quỳnh của thị xã Hoàng Mai thì đối với Quỳnh Lập thì cũng có một cái khu vực để quy hoạch và định hướng để làm cái du lịch biển và các cái dịch vụ khác để phục vụ du khách về tham quan Quỳnh Lập. Cách quốc lộ 1A không xa, đường vào biển Quỳnh Lập uốn lượn dưới những ngọn đồi thông xanh. Biển Quỳnh Lập còn hoang sơ, những bãi đá sắc nhọn nhô cao giữa sóng biển. Đến nơi đây, được tự tay mình bắt những con ốc biển bám trên những gờ đá thì thật là hấp dẫn. Giữa biển trời mênh mông, gió biển lồng lộng, những con sóng vỗ về, rì rào của sóng biển, chúng ta như được hòa mình vào khung cảnh của thiên nhiên thơ mộng này và thưởng thức đặc sản ngay trên bờ biển thì không còn gì bằng. Nơi đây vẫn đang giữ được vẻ nguyên sơ, do chưa bị tác động nhiều bởi những yếu tố của kinh tế thị trường. Điều này thể hiện rõ nhất ở dịch vụ ăn uống. Hàng quán ở bãi biển Quỳnh Lập chưa nhiều và chỉ được xây dựng khá đơn sơ với những quán lá dựng thừa thớt. Với phong cảnh sơn thủy hữu tình, biển tựa lưng vào chân núi và gành đá làm cho vẻ đẹp của biển thêm kỳ vĩ. Bãi biển ở đây thì rất đẹp, buổi sáng thì chúng ta có thể ngắm bình minh, buổi tối thì có thể dựng lều hoặc cùng nhau ca hát, nhảy múa. Mỗi lúc thủy triều lên thì sóng rất to và mọi người cùng nhau tắm biển. Tôi đã từng đi rất nhiều biển nhưng biển ở đây với tôi là đẹp nhất.
có những mỏm đá to, nhỏ, đủ các kiểu. Các bạn có thể chụp ảnh hoặc chụp hình cùng nhau đi dạo mỗi buổi sáng. Hoặc có thể cùng nhau bắt ốc. Đến nơi đây, chúng ta còn được khám phá huyền thoại dấu chân ông Đùng đầy huyền bí. Theo truyền thuyết kể lại rằng, từ khi mới hình thành, trời đất đã xuất hiện một ông khổng lồ. Dân gian gọi đó là ông Đùng, là người xuyên đội đá, vá trời. Do kích thước quá lớn nên ông đi đến đâu đều để lại dấu chân ở đó. Ở Hoàng Mai hiện còn hai dấu chân của ông, đó là dấu chân trái ở đền Cờn Ngoài thuộc vùng biển Quỳnh Dương, dấu chân phải ở biển Quỳnh Lập. Trong không gian bao la rì rào của sóng biển, biển vắng chỉ có gió và nắng, tận mắt thấy dấu chân ông Đùng nổi bật giữa những gành đá nhấp nhô, không gian nơi đây càng trở nên huyền bí. Có rất nhiều bãi biển và mỗi bãi biển thì có một nét đẹp khác nhau, nhưng mà em cảm thấy bãi biển Quỳnh Lập ở đây rất là tuyệt vời. Bởi vì nó khác ở chỗ là nó có rất nhiều bãi đá và có những hình thù khác nhau. Thêm vào đó thì em cũng đã được nghe rất nhiều sự tích về những cái bãi đá ở đây. Có những khe núi này, rồi có những cái dấu chân rất là lớn về gọi là dấu chân ông Đùng. Còn thêm vào đó là ngoài cái kỹ năng tập bơi ở bể bơi thì chúng ta đến đây và tập bơi cũng có thể là tăng thêm sức khỏe. Bởi vì ở bể bơi thì nó không có nhiều sóng, còn ở biển Quỳnh Lập thì sóng rất là lớn. Dọc bãi biển có nhiều ngọn núi nhô ra biển, tạo nên những vịnh nhỏ với nhiều bãi tắm đẹp riêng biệt và thơ mộng. Bên cạnh cái nhộn nhịp, tấp nập của vùng đất đang phát triển mạnh về kinh tế, thì du lịch nơi đây đang rất nguyên sơ và vắng vẻ. Đến với bãi biển Quỳnh Lập, du khách có thể khám phá, tìm hiểu, chiêm ngưỡng những vẻ đẹp khác nhau của núi đá với rất nhiều hình thù đẹp mắt. Đó là núi đá hình cánh buồm, hình chú rùa khổng lồ, hình đầu sư tử hướng ra biển như chở tre ôm ấp cho làng chài nhỏ bé bình yên. Có những khối đá nằm ngang, to lớn sừng sững. Cũng có những bãi đá nhỏ nằm ngấp nghé con sóng. Mỗi lúc thủy triều lên, chúng lại ẩn mình dưới nước. Men theo bờ biển lại càng ngỡ ngàng hơn trước những khối đá dựng đứng đối mặt nhau, nửa như thách thức, nửa như đồng hành suốt hàng nghìn năm qua. Mặt đá có những khe rãnh, những vết mòn của thời gian, của sóng bạc vỗ bờ mỗi ngày thủy triều lên xuống và sắc nhọn những con vẹm, hào biển bám chặt cứng. Ở bãi đá cũng là nơi cư trú của nhiều loại hải sản. Buổi sáng, bà con vẫn thường xách rổ giá cùng với những dụng cụ nhỏ với công việc đục đẽo quanh phiến đá để tìm những con hàu, con vẹm. Trẻ con nơi đây cũng gắn với biển cả từ khi còn thơ bé. Với các em chẳng có giờ giấc, mùa hè trời nóng là có thể được hòa mình với những con sóng biển. Những trẻ em vùng biển này dường như được người mẹ thiên nhiên che chở. Tuổi thơ của các em cũng được hồn nhiên, vui đùa dưới những con sóng biển. Quỳnh Lập thì cũng có cái bờ biển dài và có những cái thiên nhiên ban tặng cho Quỳnh Lập để mà tạo điều kiện thuận lợi cho để làm du lịch. Thì Quỳnh Lập thì cũng đã định hướng trong cái nghị quyết của Đảng bộ, thì đối với Quỳnh Lập thì cũng từng bước để mà phát triển thêm các cái ngành nghề dịch vụ rồi là du lịch để mà phát triển. Nhưng mà với cái năng lực, cái tiềm năng của Quỳnh Lập thì cũng đang còn có những cái khó khăn. Vì cái khó khăn thứ nhất là riêng về cái địa bàn Quỳnh Lập thì thuộc khu kinh tế Đông Nam quản lý, nên mọi cái vấn đề người dân mà muốn đầu tư để mà xây dựng cái cụm du lịch thì cũng đang còn vướng mắc về cái vấn đề là mặt bằng đất đai. Được sự ưu ái của thiên nhiên với nhiều tài nguyên biển, đến nay vùng bãi biển vẫn mang một vẻ đẹp hoang sơ vốn có của tự nhiên.
đó là những gì bình yên nhất mà chúng ta sẽ cảm nhận được khi đặt chân đến vùng đất này. Nơi đây, chúng ta có thể tổ chức khám phá và tổ chức cắm trại hay câu cá trên bãi biển này. Trên một vách đá lớn nhô ra biển là ngôi đền Hạ, ngôi đền linh thiêng, được xây dựng bên bờ cửa tráp thờ uy vương Lý Nhật Quang. Vị anh hùng đã có công tạo dựng và đặt nền móng phát triển làng. Cứ ngày rằm mùng 1, những người dân vùng biển đến thắp hương cầu mưa thuận gió hòa, ngư dân ra khơi thuận buồm bình an. Riêng dân ở đây, đặc biệt cái dân biển không những ở Quỳnh Lập, Quỳnh Lưu, Nghệ An mà cả cái đất nước Việt Nam, cái dân biển người ta rất tâm linh, đặc biệt tâm linh về nghề biển. Trước khi xuất hải công ngư tại Lạch Tấp, tức là Lạch Tấp này được tức là thần Lý Nhật Quang đặt tên cho là Lạch Tấp, cho nên dân ở đây rất là tâm linh về cửa lạch này. Ở trên bờ thì tức là từ tỉnh, huyện, xã, thôn đều có người chỉ huy. Và phần ở dưới biển, ở dưới âm đều có người chỉ huy, chỗ là theo tâm niệm của những người dân ở biển. Vì thế mỗi lần xuất hải công ngư thì tất cả các tàu ở vùng này đều đến đây dâng hương cho thần Lý Nhật Quang với nhiệm vụ là xin thần để trời yên biển lặng cho bà con nhân dân ra biển xuất hải công ngư, tức là thu hoạch lớn và an toàn tuyệt đối người, nghề nghiệp, phương tiện, máy móc và ngư cụ. Nghề sửa chữa và đóng mới tàu thuyền được xem là một nghề truyền thống của ngư dân ven biển Quỳnh Lập. Từ việc đóng thuyền nan, thủ công, rồi cải tiến đóng tàu có công suất hàng chục CV, đến nay những người thợ tài ba này đã trở thành những kỹ sư của những con tàu có công suất từ hàng trăm cho đến hàng nghìn CV. Với ông Trương Quanh Quýnh, là người thợ gắn bó với nghề đóng thuyền đã hơn 25 năm qua. Theo thời gian, ông cũng không nhớ nổi là mình đã làm ra bao nhiêu con thuyền, mà ông chỉ biết rằng với những người con ở vùng quê biển này, lớn lên đã biết đóng thuyền, theo nghiệp cha truyền con nối. Mặc dù không được đào tạo một cách bài bản, nhưng với kinh nghiệm của cha ông để lại, những con tàu cỡ lớn có công suất mã lực từ 300 đến 400 CV, có những con tàu có công suất mã lực lên đến hơn 1.000 CV của vùng quê này đã lần lượt được khởi thủy vươn khơi bám biển. Làm nghề này thì khoảng 20 năm. Là học thì không qua trường, qua lớp gì hết. Thì cái nghề này là cha truyền con nối. Thì theo ông cha để làm cái nghề này thì nói chung thì cái thu nhập của người thợ thì nó cũng tương đối ổn định. Vốn sinh ra và lớn lên tại vùng biển xã Quỳnh Lập, mảnh đất có truyền thống nghề đi biển từ xa xưa. Dù trải qua thăng trầm của thời gian, nhưng bà Hồ Thị Quế, chủ cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu cá Thọ Quế, vẫn luôn tin rằng việc lựa chọn và gắn bó với nghề đóng tàu là sáng suốt. Bởi bà hiểu được rõ những nguy hiểm, nỗi nhọc nhằn của những chuyến đi biển dài ngày. Chỉ một sơ suất nhỏ trong quá trình đóng tàu cũng có thể đe dọa tính mạng của ngư dân trên biển. Vì thế, mỗi khi đóng tàu, cơ sở của bà luôn vận dụng toàn bộ kinh nghiệm tích lũy và sự sáng tạo để làm ra những con tàu theo đúng yêu cầu của chủ tàu. Gắn bó với xưởng thì là đời ông, đời bà, cha mẹ là đều là đi biển. Nên là vợ chồng tôi là quyết định là xuống xưởng để mở xưởng để đóng tàu. Trước đây 3 năm về trước thì bên tôi sửa chữa. Đó. Sau từ 2013 đến giờ là bắt đầu chuyển qua đóng mới. Thì tôi thấy đóng mới để cho dân họ phát triển từ giữa cái dân của mình là đóng, mà để cho họ đi khác làng thì cái kinh phí là tốn kém. Ngược lại mình cũng có nguồn thu nhập, thì là bên tôi là mở rán tôi làm thôi, đó, ngắn gọn chứ. Còn một năm thì riêng năm
2 năm trở về đây thì riêng năm ngoái thì đóng được khoảng 10 con tàu, còn năm đi từ đầu năm giờ đến tôi đóng được xuống hạ thủy được 7 con. Thế đây còn mấy con nữa giữ ở đây. Có thể nói đó đấy là cái nghề truyền thống có từ hàng trăm năm rồi. Nó gọi chỉ như vậy, cũng là một trong những trọng điểm đóng tàu của tỉnh. Ngoài khu vực Nghi Thiết rồi là khu vực ven bờ sông Lam ở trong Vĩnh ấy, thì ở khu vực Quỳnh Lập cũng là một cái trọng điểm đóng tàu, chủ yếu là tàu vỏ gỗ. Tàu có những công suất bây giờ người ta cũng đã đóng được những cái tàu công suất trên 822 CV rồi. Những cái tàu này thì cũng rất là lớn và có thể tham gia vào đánh bắt ở các ngư trường như là Trường Sa và Hoàng Sa. Đấy. Thế thì là cái việc mà ở địa phương mà có một cái cơ sở đóng tàu như vậy ấy, thì cũng rất là chủ động để rồi là ngoài cái việc đóng các cái tàu mới ấy, thì tham gia vào cái sửa chữa các cái loại tàu ở khu vực là cảng Lạch Cơn và tham gia rất là lớn, góp phần rất là lớn trong cái phát triển kinh tế của thị xã. Đến nơi đây, chúng ta còn được khám phá một địa chỉ hết sức hấp dẫn, đó là Vũng Nhím. Mặc dù chưa có đường đi, muốn khám phá chúng, ta phải trèo qua một ngọn núi mới đến được. Cảnh đẹp nhưng ít người tắm. Trên bãi biển có nhiều hòn đá cuội rải rác khắp bờ biển. Từ trên cao nhìn xuống, bãi đá Quỳnh Lập giống như một bức tranh thiên nhiên độc đáo, hùng vĩ. Có phiến màu đen, lại có chỗ màu trắng bàng bạc, nơi thì có màu vàng. Mặc dù sau những ngày mưa bão, nước biển không được trong xanh, nhưng với không gian yên tĩnh, thoáng đãng, đặc biệt là sự chân tình mến khách của mảnh đất này như cuốn hút những ai khi đến nơi đây. Trên những lưng chừng núi là cây phong ba xanh biếc, trên núi đá khô cằn, xa xa những con thuyền đến giờ nối đuôi nhau, giăng lưới ra khơi. Bám biển mưu sinh vẫn là cái nghề truyền thống, nuôi sống con người, làm giàu cho người nơi vùng biển nguyên sơ này. Những ngư dân nơi đây vẫn luôn tâm niệm rằng giữ lấy nghề là giữ lấy cuộc sống, giữ lấy quê hương và giữ chủ quyền biển đảo đất nước. Riêng Quỳnh Lập thì có cái chiều dài bờ biển là 12 km. Thì với cái lao động chính của Quỳnh Lập thì chủ yếu là khai thác cá biển. Thì, nghị quyết của Đại hội Đảng bộ cũng đã xác định cái nghề biển là nghề mũi nhọn trọng tâm của địa phương. Thì trong quá trình thực hiện thì Đảng bộ, chính quyền thì tập trung chỉ đạo vận động nhân dân thì để mà đầu tư các cái trang thiết bị vươn khơi vươn xa, khai thác làm giàu cho quê hương gia đình và giữ cái chủ quyền biển đảo. Với lợi thế về nguồn lợi thủy sản và những buổi sáng sớm, những chuyến hải sản còn tươi óng ánh được đưa vào bờ để phục vụ cho du khách thập phương. Vẻ ồn ào náo nhiệt mua bán ngay bờ biển làm cho vùng quê biển trở nên sôi động hẳn. Với những người dân vùng biển, chủ yếu dựa vào biển để mưu sinh, dường như biển đã ngấm sâu trong máu thịt của họ. Biển không chỉ là nơi gắn bó nghề nghiệp mà đã trở thành hồn cốt của họ. Hương vị mặn mòi của biển và sự chịu thương, chịu khó của ngư dân miền biển đã tạo nên nét riêng của những người ngư dân gắn bó cuộc đời mình với sóng nước mênh mông. Sau những ngày bão tố, bãi biển Quỳnh Lập bắt đầu nhộn nhịp. Bà con ngư dân lại chuẩn bị các loại ngư cụ, thức ăn, nước uống cho chuyến ra khơi. Cơn bão đã đi qua, nhân dân Quỳnh Lập lại tiếp tục chuẩn bị cho một hành trình, một chuyến biển mới. Những tàu to lộng thì đi trong bờ, còn những tàu tàu to thì lấy 1.000 cây đá, trên 1.000 cây đá, dầu mỡ và thức đồ ăn,
thuốc men, chuẩn bị một chuyến tàu đi xa để bám biển ra Hoàng Sa, Trường Sa, vừa đánh bắt thủy sản, vừa giữ gìn cho chủ quyền đất nước Việt Nam của chúng ta. Đối với dân cư Quỳnh Lập thì hiện nay chủ yếu là phát triển kinh tế là biển, là đánh bắt xa bờ. Thì hiện nay ở Quỳnh Lập có một đội tàu đánh bắt thủy hải sản xa bờ là gọi là mạnh nhất của cả tỉnh. Sau khi mà Nghị định 67 ngư dân được vay tiền đóng tàu theo Nghị định 67 thì cái đội tàu này càng ngày công suất càng lớn và số lượng càng nhiều. Cho nên là cái kinh tế ở Quỳnh Lập trong những năm vừa qua là phát triển rất là mạnh. Thì đời sống nhân dân được nâng rất là cao. Những tổ hợp vá lưới, một công việc phục vụ hậu cần nghề cá đã được chị em phụ nữ vùng biển Quỳnh Lập thành lập. Tuy nghề vá lưới cũng đòi hỏi phải công phu, tính kiên trì bởi công việc phải đan mải miết suốt cả ngày. Người làm nghề phải đan đều mắt lưới và các nút lưới phải chặt, đảm bảo tấm lưới phải chắc chắn mới phát huy được hiệu quả khai thác giữa biển khơi. Với những công việc này, những người phụ nữ vùng quê biển vốn chỉ biết dựa vào những mẻ cá của chồng con, thì nay họ đã có công việc tại chỗ, có thu nhập ổn định, đồng thời phục vụ lưới cụ cho chồng con yên tâm bám biển. Với công việc quá lưới thì người phụ nữ dân biển như em thấy là cũng phù hợp. So với các nghề khác thì nó cũng nhàn hạ hơn, không phải nắng mưa. Mà thu nhập thì cũng tháng 4-5 triệu, nói chung là cũng đều đặn, ngày nào có việc làm. Còn ngoài ra thì cũng được mình lo việc cho gia đình. Từ khi mà ở Quỳnh Lập có những cái tổ hợp vá lưới á, gọi cái tiếng chung là dịch vụ hậu cần nghề cá, nhưng mà cái từ gọi riêng á, là vá lưới thì đem lại cái thu nhập cho gia đình và đặc biệt là người phụ nữ. Ngày trước ví dụ như phụ nữ là không có công ăn việc làm ổn định, đặc biệt mình ở dân biển mà là không có đồng ruộng để mà làm rau màu, chỉ có ngóng đàn ông đi biển thôi, mà buôn bán thì cũng không đáng bao nhiêu. Thì từ cái khi mà chị em thành lập ra các cái tổ hợp vá lưới thì đã có cái thu nhập ổn định cho chị em một tháng từ 4-5 triệu đồng. Chị em là vá lưới là thay cho đàn ông, mọi khi là chồng đi về là sáng trăng là phải vá lưới, hoặc là có thể là phải gián đoạn trong cái thời gian đi biển. Nhưng bây giờ là từ khi mà vợ làm mà đi rồi thì rất là đàn ông về là sáng trăng là được nghỉ, có thời gian điều kiện để nghỉ ngơi hơn và tăng thêm cái thu nhập cho gia đình, đặc biệt là không gián đoạn cái thời gian đi biển. Dựa vào thế mạnh của biển khơi, vùng biển Quỳnh Lập đã được quy hoạch khu bến cảng Đồng Hồi có diện tích gần 1.100 hectare. Dự kiến tới năm 2020, cảng sẽ tiếp nhận được tàu có tải trọng từ 30.000 đến 50.000 tấn với tổng vốn đầu tư dự kiến là 16.555 tỷ đồng. Trong đó đầu tư đến năm 2015 khoảng 10.574 tỷ đồng. Khu bến cảng Đồng Hồi nằm trong quy hoạch nhóm cảng biển số 2 tiếp giáp tỉnh Thanh Hóa, Biển Đông, Mũi Đầu Rồng và khu công nghiệp Đồng Hồi. Khu bến cảng Đồng Hồi sẽ được chia thành 4 phân khu chức năng: bến cảng nhà máy nhiệt điện, bến cảng nhà máy thép, bến cảng xi măng vật liệu xây dựng và các khu chức năng khác. Trong đó, kinh phí dành cho khu bến cảng xi măng chiếm phần lớn nhất với gần 8.000 tỷ đồng. Chức năng nhiệm vụ chính của cảng là phục vụ nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa cho các nhà máy nhiệt điện, nhà máy thép và vật liệu xây dựng trong khu công nghiệp Đồng Hồi và vùng lân cận. Đối với Quỳnh Lập thì quy hoạch cái khu công nghiệp Đồng Hồi thuộc khu kinh tế Đông Nam của Nghệ An quản lý, thì cái về mặt phát triển kinh tế thì nếu như mà khu công nghiệp Đông Hồi mà phát triển các cái nhà máy lớn công nghiệp vào thì nói chung là thu hút được cái lao động của địa phương, các cái vùng lân cận. Thứ hai nữa thì các cái ngành nghề dịch vụ gọi là ăn theo đối với các cái nhà máy
ở các khu công nghiệp. Đối với Quỳnh Lập thì được tỉnh xác định là phát triển về công nghiệp. Thì cho đến nay thì trên địa bàn xã Quỳnh Lập ấy, thì công nghiệp đã từng bước hình thành mà phát triển. Như chúng ta thấy thì những nhà máy tôn hoa sen đã đi vào hoạt động và mang lại cái hiệu quả kinh tế cho địa phương cũng như là của tỉnh nói chung rất là cao. Đấy, trong thời gian tới ấy, thì là đối với khu vực Quỳnh Lập thì được nhà nước tiếp tục đầu tư ở đây hai cái nhà máy nhiệt điện 1 và điện nhiệt 2. Rồi là đi kèm nó đó là các cái dịch công nghiệp phụ trợ. Nằm trong quần thể du lịch biển Quỳnh gồm Quỳnh Lập, Quỳnh Liên, Quỳnh Phương thuộc thị xã Hoàng Mai. Những năm qua, Hoàng Mai được đầu tư nâng cấp các tuyến đường từ quốc lộ 1A đi Đồng Hồi, xã Quỳnh Lập. Tuyến đường du lịch ven biển Quỳnh Phương, Quỳnh Bảng, tuyến tỉnh lộ 537B cơ bản đáp ứng nhu cầu giao thông đi lại, kết nối vùng biển. Ngoài ra còn một số tuyến đường đang thi công như tuyến đường từ quốc lộ 1A Quỳnh Xuân đi Quỳnh Liên, các tuyến đường đang thi công theo quy hoạch chung của thị xã. Những tuyến đường đó đang góp phần kéo du khách ở xa về với biển Quỳnh. Đến nay, du lịch biển đảo đã được tỉnh Nghệ An quan tâm phát triển. Xem đây là mũi nhọn kinh tế cho các địa phương ven biển. Trong những năm qua, du lịch biển chiếm gần 70% các hoạt động của ngành du lịch tỉnh Nghệ An. Định hướng phát triển du lịch từ nay đến năm 2020, Nghệ An xác định tập trung phát triển các loại hình và sản phẩm du lịch biển đảo làm hướng chủ đạo. Để từ đó, ngành du lịch biển đảo không chỉ mang lại nguồn thu lớn, mà còn trở thành động lực thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển, đồng thời góp phần khẳng định mạnh mẽ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Như chúng ta đã biết, thì Hoàng Mai là một trong ba cực tăng trưởng của tỉnh Nghệ An, được xác định như vậy. Thì đối với Hoàng Mai, thì hiện nay là chúng tôi xác định kinh tế mũi nhọn là phát triển công nghiệp, dịch vụ và du lịch. Thì đối với Hoàng Mai thì có một cái lợi thế rất lớn là về du lịch biển. Thì trong những thời gian vừa qua thì du lịch biển ở Hoàng Mai phát triển rất là nhanh, đặc biệt sau khi có những cái thuận lợi trong cái các cái trục tuyến giao thông kết nối với Hoàng Mai như là trục 48B kết nối vùng Tây Nghệ An xuống Hoàng Mai. Rồi là quốc lộ 1 thì được mở rộng, đường ven biển từng bước đã được hoàn thành. Vì vậy là nó góp phần cho trong cái việc là phát triển du lịch biển ở Hoàng Mai là rất tốt. Đấy. Ngoài ra thì cái tiềm năng ở Hoàng Mai nữa, thì ngoài cái tiềm năng về du lịch tắm biển thì là ở đấy có cái nguồn lợi về hải sản rất là phong phú. Đấy. Các cái đô biển ở Hoàng Mai thì là rất tươi ngon, thì được du khách đánh giá rất cao về cái về chất lượng về thủy hải sản ở khu vực này. Vì vậy góp phần cho phát triển du lịch trên địa bàn thị xã. Biển Quỳnh Lập vẫn mang vẻ hoang sơ, yên tĩnh. Chỉ có những con sóng tràn lên bờ cát, lên những bãi đá. Phía xa là núi xanh mờ nhô ra biển, phản chiếu lấp lánh dưới mặt biển mênh mông. Là khi những hình ảnh huyền ảo bắt đầu hiện hữu, hài hòa giữa núi rừng và biển trời bao la xanh thẳm. Chính cái dân dã mộc mạc ấy lại làm nên một nét đặc trưng riêng cho du lịch biển Quỳnh Lập để không lẫn với một vùng đất nào khác.